rồi bao quân thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Muôn đời con là thượng tế theo phong hàng nên khi sẽ chính ngày từ Sion tay người sẽ mở rộng cho tới muôn nơi đây vương quyền người ngay giữa quân thù. Mong ước người hiền trí mãi khôn ngơi. Muôn đời con là thượng tế theo phong hàng đến khi sẽ đến. Đức Chúa đã phán quyết con hãy nắm quyền uy. Đây lúc đăng quang uy linh rạng ngời. Hừng đông chưa dậy từ cung lòng rầy cha đã sinh con. Muôn đời con là thượng tế theo phong hàng bên khi sẽ đến. Đức Chúa thề hứa sẽ không hề rút lời đâu cho đến thiên thu con đây thực là tư tế muôn đời theo đúng phẩm hàm men ký sẽ đến. Muôn đời con là thượng tế theo phẩm hàm men ký sẽ giờ đây ôi hân hoan hạnh phúc dâng chào giờ.